xin chào mọi người. Và lại là mình đây. Trong clip hôm nay thì mình vẫn tiếp tục đến với cái challenge, với cái thử thách là một tháng mỗi ngày một content. Thì hôm nay thật ra là hôm qua nay đã bước sang thời gian của ngày 10, của ngày 20 rồi. Thế nhưng mà mình vẫn sẽ làm nốt cái clip này. Mình muốn nói về một cái chủ đề, một cái đề tài mà mình thấy nó khá gần gũi với cả tất cả mọi người, và đặc biệt là những bạn, những anh em nào mà đang có ý định làm clip, làm video, cũng như là làm vlog du lịch, không chỉ riêng về du lịch mà rộng hơn là làm về phim ảnh. Thì mình muốn nói về lý do tại vì sao mình quyết định làm nhiều hơn các video, đặc biệt là những video liên quan đến du lịch. Thì lý do là đây. Thứ nhất là bởi vì video nó có cái tính giao tiếp. Thì giao tiếp thì mình có thể thứ nhất là mình tự rèn cho bản thân mình cái việc giao tiếp với bạn, với những người đang xem mình, để mình cảm thấy tự tin hơn trước đám đông. Mỗi khi mình đứng trước đám đông, chẳng hạn nếu mà mình đang đứng trước bạn, mình đang nói chuyện với bạn, thì mình có thể thoải mái mà chia sẻ được cái ý kiến của mình. Bởi cá nhân mình là một người khá bị thụ động trong đám đông. Khi mà mình đứng trước đám đông thì nếu mà những người đấy không quen, hay như chưa có một sự gắn kết nào đấy với mình sẽ khó mà chia sẻ được toàn bộ những cái điều mà mình muốn nói. Và mình chỉ có cái sự tự tin đấy khi mà mình ở một mình, ở với những người bạn thân của mình chẳng hạn như vậy. Thì cái việc làm video thường xuyên này cũng giúp cho mình nâng cao, giúp cho mình cải thiện hơn cái việc cái sự tự tin đấy, cũng như là giúp cho mình có thể suy nghĩ một cách nhanh chóng và linh hoạt hơn. Đấy, điều đầu tiên là về cái tính hình ảnh, cái tính giao tiếp của video, của việc làm video. Điều thứ hai là bởi vì làm video thì nó nhanh gọn và nó không cần tốn quá nhiều năng lượng so với cái việc bạn ngồi suốt tầm 1-2 tiếng để bạn viết ra một cái nội dung nào đấy bằng chữ. Nó sẽ tiêu tốn của bạn nhiều những cái sự tập trung và cái năng lượng. Đôi khi là bạn cảm thấy nhàm chán bởi vì là bạn chỉ ngồi một chỗ và bạn phải viết, bạn phải tập trung vào nó. Nhưng mà nếu mà bạn làm video chẳng hạn, bạn làm clip, thì trong cái thời gian đấy bạn có thể thư giãn, bạn có thể thay đổi cái môi trường. Đặc biệt hơn là khi bạn đi trên đường, bạn nghĩ ra một cái đề tài, bạn có thể quay luôn và bạn làm video luôn thì rất là nhanh chóng, rất là tiện lợi đó. Còn việc viết thì đòi hỏi cái chỗ ngồi cẩn thận này, sự tập trung nhất định, và cùng với đó là một cái thái độ làm việc nó nghiêm túc hơn. Nên theo mình thấy là như thế. Và đó là điều thứ hai, là sự nhanh gọn, là tiện lợi của việc làm video. Mình đang chỉ nói riêng về video du lịch thôi, bởi vì nếu bạn làm phim thì nó cần nhiều những cái yếu tố khác nữa, ví dụ như sound effect hay là thứ nhạc mà bạn cần phải mua bản quyền, hoặc là một số những cái hiệu ứng hình ảnh, những cảnh chuyển mà hoặc là cách dựng phim như nào đấy mà nó phù hợp với ý đồ nghệ thuật của bạn, thì đây lại là một hướng khác. Nhưng mà mình đang chỉ nói riêng về phần làm vlog thôi nhé. Đây là ý thứ hai. Thứ ba, đương nhiên rồi, để mà với bản thân mình, với cá nhân mình, thì việc làm phim luôn luôn là một cái mong muốn, một cái ước mơ lớn, và những cái dự định tương lai tiếp tới của mình thì nó sẽ gắn liền với việc làm phim. Và mình nghĩ rằng cái việc bắt đầu từ những cái thứ đơn giản đấy, từ việc làm clip, làm vlog, những thứ đơn giản như này, sáng tạo những thứ đơn giản, thì mình sẽ có được cái bản lề để mình làm, mình
phát triển tiếp trong cái việc làm phim, và cụ thể hơn là việc dựng phim. Mình hiểu hơn là việc dựng dựng phim như thế nào, mình cần quay những shot cho sao. Thì có nhiều người sẽ nghĩ rằng là việc làm vlog thì nó sẽ khá là ngẫu hứng đấy, thì cũng đúng. Tuy nhiên là bạn cũng cần phần nào đấy, bạn cần phải tạo ra những cái cảnh quay cụ thể mà bạn muốn quay, trong cái từng phân đoạn đấy nó có cái yếu tố gì, nó mang lại cái nội dung gì, và bạn cần phải đem tới cho người xem. Thì cũng như vậy, nó là những cái sơ đẳng, những cái đơn giản nhất mà để về sau bạn có thể làm một bộ phim tốt. Tiếp theo nữa, điều thứ 4, thứ 3, thứ 4 thì không làm mặt. Tức lý do mà tại sao mình lại làm nhiều hơn những clip, những video như thế, cũng là sự đối sánh giữa nội dung bằng video với cái nội dung bằng chữ. Thì mình phải công nhận một điều là nó sẽ hiểu hơn, nó sẽ đón nhận hơn, bởi vì có thể là người ta sẽ ngại đọc một cái word text như thế, rất là nhiều chữ, người ta sẽ ngại đọc nếu như bạn không có những hình minh họa hoặc là những cái văn phong nó đắt giá, thì có thể người ta sẽ không đón nhận bạn. Nhưng mà một video chỉ cần bạn có một sự diễn đạt tốt, có sự biểu hiện khiến cho người ta hấp dẫn, thì người ta sẽ đón nhận và người ta sẽ xem. Cái điều duy nhất mà mình cần phải luyện tập ở đây là cái sự cởi mở và cách truyền đạt của mình. Thì nó đơn giản hơn, cái việc viết là như thế, và dễ tiếp cận hơn cho người xem. Cái điều cuối cùng, công nhận một điều rằng là nếu như bạn viết ra một cái nội dung chữ với cái dung lượng khoảng tầm 1.000-1.500 chữ gì đấy, giả dụ như một bài báo hoặc là một bài viết web, thì bạn cần chuyển thể và cần biến nó từ dạng ý tưởng, những cái gạch đầu dòng đơn giản đấy, sang một cái bản nghiêm túc, nghiêm chỉnh và có những cái văn phong cụ thể, theo những cái yêu cầu cụ thể của từng cái loại văn bản khác nhau. Bài báo lại khác, bài web lại khác, bài viết fanpage hoặc là ở trên Facebook thì nó lại khác. Nó cần có những văn phong cụ thể phù hợp với từng tình huống. Trong khi đó thì cái việc làm video, làm blog mà chia sẻ thì lại đơn giản hơn. Bạn chỉ cần, như mình thì mình chỉ cần gạch ra những ý đầu dòng, với những cái hiểu biết của mình, gạch ra những ý đầu dòng, và mình sẽ cố gắng là diễn đạt nó ra bằng cái ý của mình. Thì đôi chút là mình có thể là mình không nói liền mạch, mình có thể một chút, mình có thể vấp một chút, nhưng mà với cá nhân mình thì đấy mới là cái sự tự nhiên trong cách diễn đạt, và nó có thể tiếp cận mọi người một cách dễ dàng hơn. Và nếu như cái người nói là một người có duyên thì mọi người sẽ đón nhận và sẽ quan tâm hơn tới người ta. Nhưng đó là có thể là dễ dàng với những bạn extrovert, những bạn hướng ngoại. Còn bản thân mình thì không phải là hoàn toàn là một người hướng ngoại, nên cái việc chia sẻ ra mọi thứ nó cũng là một cách khá là hữu ích cho mình, trong cái việc cởi mở hơn với mọi người, giúp mình tự tin hơn và giúp mình diễn đạt mọi thứ nó dễ dàng hơn. Nói chung là nó giúp cho bản thân mình cũng như là giúp cho mọi người hiểu được mình hơn, vẹn cả đôi đường. Và mình nghĩ rằng là làm video thì nó cũng mang lại mình rất là niềm vui nữa. Mình có thể đi mọi nơi và làm những điều đấy, và cái năng lượng khi làm video ấy nó khiến cho mình lúc nào cũng phấn khích và trông đợi hơn về chuyến đi ở những hành trình tới của mình. Đó, thì that's all. Và ngoài ra thì mình nghĩ rằng là nếu mà bạn đang có ý định làm video ấy, làm clip, thì hãy bắt đầu làm ngay bây giờ, bởi vì mọi thứ thì không khó như bạn nghĩ. Bạn chỉ cần bắt đầu với những cái ý tưởng đơn giản như là ra ngoài cửa gặp ai đó và chào hỏi, một cái daily routine gì đấy của bạn, hoặc là một chuyến đi
nó đã kể lại, hoặc chỉ là một cảm nhận của bạn với món ăn hoặc với một thứ đấy mà bạn gặp trên đường, thì tất cả mọi thứ mà bạn nghĩ ra được đều có thể thành một cái nội dung video. Và bởi vì nó là vlog, nó là chính bạn, nó là nhật ký, nên là cứ thoải mái, tự do và chia sẻ thôi. Đây là vlog hôm nay của mình, ngày 19 tháng 1. Và hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye bye.